Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây. Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Pape, thương hiệu thời trang Nhật Bản và Asus đã cho ra đời máy tính xách tay Asus VivoBook S Pape Edition. Đây là phiên bản thiết kế sở hữu phong cách Pape từ vỏ ngoài đến giao diện màn hình. Với thiết kế đậm chất đường phố và họa tiết Tiger Camel đặc trưng của Pape, Asus VivoBook S 15 OLED Pape Edition không chỉ đơn thuần là một mẫu laptop mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Sản phẩm đã thể hiện được sự hòa quyện tinh tế giữa tính đậm chất Pape và sự mạnh mẽ phá cách của VivoBook. Hứa hẹn mang đến một trải nghiệm toàn diện cho người sử dụng. Bộ sưu tập giữa Pape và VivoBook sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua cho khách hàng là người yêu thời trang hay những người luôn tìm kiếm trải nghiệm công nghệ thú vị.